Luyến, sao Luyến lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho nó vậy? Bộ Luyến thích nó hả? Ông bị khùng hả? Bạn tôi ai bệnh thì tôi cũng vậy thôi. Ông giỏi thì bệnh đi. Đại ca cảm thấy sao? Tao thấy nắng, nóng nữa. Nắng, nóng là đúng rồi. Đứng giữa trời nắng, người ta gọi là cảm nắng. Không, đại ca đứng nắng rồi. Cháu bà nó cũng bị bệnh chứ hốn chi là con người. Đại ca cứ an tâm đi. Ổn đúng không? Ổn. Không sao. Mà nếu không bị cảm nắng á, thì giờ mình phơi sương, phơi gió, ít gì cũng bị cảm lạnh, đúng không? Tụi mày làm cái gì vậy? Ê! 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 Xin lỗi đại ca, cách này hơi tàn nhẫn. Hiệu quả chưa đại ca? Ủa, Luyến. Tịnh nè. Ủa, Luyến đi đâu vậy? À, cầm cháo qua cho Tình ăn hả? Trời ơi, lần sau có gì nói tiếng Tình chạy qua Tình ăn liền. Đưa đây. Tài ơi, Tài, ăn cháo nè. Tài ơi. Gì vậy Luyến? Nè, Luyến có mua cháo cho Tài ăn nè, ngồi xuống đi. Cảm ơn Luyến nha. Mà sao tự nhiên mua cháo qua đây? Tại Luyến biết Tài bị bệnh mà ông Tư không có nhà nên Luyến mua cho Tài ăn á. Ăn đi. Có gì đâu, Tài tự lo được mà. Thôi, cảm ơn Luyến nha. Ăn đi mau hết bệnh nha. Ăn đi. Luyến, sao Luyến lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho nó vậy? Bộ Luyến thích nó hả? Ông bị khùng hả? Bạn tôi ai bệnh thì tôi cũng vậy thôi. Ông giỏi thì bệnh đi. Luyến, sao tự nhiên tôi chóng mặt quá. Thiệt chóng mặt quá Luyến. Chóng mặt thì về nhà ngủ đi, đứng đây làm gì vậy? Thấy không, viên trùng bay kìa. Đừng lại gần. Viên trùng không đó. Ông bị cái gì vậy? Tự nhiên kiếm chuyện à. Tài, ăn cháo đi, để Luyến vô pha nước chanh cho nha. Cảm ơn Luyến nha. Ê kia, vợ của mình tao mày nè. Hai mình nói chuyện như hai thằng đàn ông đi. Dám nói không? Ê, ho bịt miệng lại với mày. Mày sợ lây bệnh á thì về nhà nghỉ đi. Ở đây làm gì? Đứng nhìn mày ăn hết cháo chứ gì. Đi chanh tới rồi. Tài, chanh nè. Cảm ơn Luyến nha. Ê, chết rồi, Luyến quên bỏ đường vô rồi. Đáng đời, cái tật. Thôi kệ nó đi Tài, để Luyến vô pha ly khác cho. Thôi được rồi. À, Luyến ngồi đây đi, không cần pha nữa đâu. Lẹ lẹ. Ủa mà Tài, sao tự nhiên Tài bệnh dữ vậy? Tài cũng không biết nữa. Chắc là do hôm qua Tài đi chặt dừa với ông nội. Đứng phơi nắng cả ngày nên mới bị bệnh. Mà Tài nghĩ ăn tô cháo này xong là khỏe lại à. Sao đâu. Phơi nắng bị bệnh. Nếu mà chị Luyến đã nói như vậy thì đại ca phải bị bệnh. Bệnh thiệt nặng. Đúng rồi. Đại ca cảm thấy sao? Tao thấy nắng, nóng nữa. Nắng, nóng là đúng rồi. Đứng giữa trời nắng, người ta gọi là cảm nắng. Không, đại ca đứng nắng rồi. Cháu bà nó cũng bị bệnh chứ hốn chi là con người. Đại ca cứ an tâm đi. Ổn đúng không? Ổn. Ê, đứng thẳng lên coi. Ok. Đàn ông đàn ăn gì mà cứ giật dẹo. Cứ phải đứng như em đây này. Rồi. Đại ca đứng đây hết nắng, kiểu gì cũng vậy. Rồi. Đại ca, đứng từ trưa nắng tới giờ mà đại ca vẫn không bị bệnh. Em thật không ngờ với cái sức khỏe dồi dào của đại ca đó. Đại ca cảm thấy sao rồi? Bình thường. Không sao. Mà nếu không bị cảm nắng thì giờ mình phơi sương, phơi gió, ít gì cũng bị cảm lạnh, đúng không? Nếu như từ giờ cho đến sáng mai đại ca vẫn không đổ bệnh thì chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Cuối cùng nha đại ca. Đại
ca bệnh đi, đại ca bệnh đi, đại ca bệnh đi, đại ca bệnh đi, đại ca bệnh đi. Hô à. Tại thấy sao rồi, khỏe hơn chưa? Tôi thấy khỏe hơn rồi. Tôi muốn ra ngoài để hít thở không khí trong lành, vận động xíu, chứ nhà chán quá. Ừ. Vậy ngày mai mình tập luôn ha. Ừ. Ok, lần này nhất định phải thắng. Lát nữa vào, đại ca cứ diễn y như vậy cho em, ho thật nhiều vào. Ok, đúng rồi đại ca. Đại ca cứ ho vào. Đại ca cứ yên tâm, có bọn em hùa theo, kiểu gì thì kiểu chị Linh cũng sẽ tin thôi. Ok, đi. Thằng Tài kìa, cái thằng này ở đâu có luyến của tao là ở đó có nó. Mới hôm qua nằm bệnh bẹp giường á, vậy mà hôm nay đi ra hít khí trời. Cái thằng này nó xạo chắc luôn. Mày muốn bệnh đúng không? Tao bệnh mày coi nè. Mình vào đó. À vào đó. Ok, đi. Đại ca ơi, tại sao đại ca lại phải như thế này? Trời đất ơi, tình bị gì vậy? Nghe này, chị ca em bị sốt. Bệnh nặng lắm chị ơi. Tình mệt lắm Liên ơi. Tình thở không ra hơi luôn á Liên à. Ráng lên đại ca, phải ráng lên. Liên giúp tình đi Liên à. Ông có teo với nhú rồi mà, còn gì tôi nữa. Chị ơi, bọn em trăm công nghìn việc, xíu nữa em với thằng Teo còn phải ra đồng cắt cổ bò. À nhầm, cắt cổ cho bò ăn đó chị ạ. Trời Liên ơi, hình như bị sốt nặng lắm á, để tôi coi thử coi. Ủa, đâu có bị sốt đâu. Da mặt hồng hào. Tôi nghĩ không sao đâu, không sao đâu. Ê, sao mày biết, mày bác sĩ hả? Tao mệt lắm đó nha. Bớt giả đò đi. Tình mà đại ca em mệt tiếng. Đúng rồi. Lạnh hết cả người. Mệt lạnh lắm đó. Bây giờ, giờ Liên không tin luôn. Liên nhìn nè nha, Liên nhìn nè. Đấy rồi kìa. Máu nè, Liên nhìn đi, nhìn đi. Cái khăn này nhìn quen quen. Của thằng Teo đúng không? Dạ không có, đưa em. Thì đưa cái tay ra coi. Ngoài của em. Đưa ra. Tao biết ngay mà. Thằng nhút. Dạ. Le cái lưỡi ra coi. Hai đứa bay. Cái này mà máu cái gì? Siro nhà bà Tám thì có. Tụi bay mới ăn siro xong đúng không? Không có. Tụi bay là chủ mưu đúng không? Không, không, không. Đại ca, tụi biết chăm đại ca em. Liên nói tao mà bị bệnh thiệt á, Liên sẽ qua chăm sóc cho tao. Vậy thì em nghĩ chúng mình nên đẩy nhanh cái tiến độ bị bệnh của đại ca đi. Nhưng mà tụi mình nó đã làm hết cách rồi đại ca. Cha đại ca phơi sương nè, phơi nắng nè, phơi gió, thậm chí cái khăn siro nữa, khăn máu rồi đại ca không? Không qua mặt được chị Liên mà đại ca cũng không bị bệnh luôn. Đại ca khỉ như trâu như bò á. Tụi bay nhảm quá, suy nghĩ cách cùng tao đi. Đại ca, hay là đại ca thử gắm vào cái đinh đi đại ca. Rồi đại ca bị phong đòn gắm, rồi chị Liên sẽ yêu đại ca hơn hả đại ca? Mày gắm trước đi rồi tao gắm. Rồi, thôi, thôi. Em nghĩ đại ca nên ra ngoài kia, để cho con chó dại cắn đại ca một phát. Đại ca mà phát bệnh dại thì ôi rồi ôi. Chị Liên sẽ yêu thương đại ca hết lòng hết dạ. Chó cắn mày. Có em cắn lại con chó. Tụi bay nhảm quá, nghĩ cách khác đi. À, có rồi. Tụi bay làm cái gì vậy? Ê! 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 Xin lỗi đại ca, cách này hơi tàn nhẫn. Hiệu quả chưa đại ca? Gieo mình 3 tiếng dưới dòng sông Ly Việt, không bị cảm mới là lạ đó. Ờ, à, đúng rồi. Với lại biết sao không? Hồi qua đại ca này, sáng phơi nắng này,
tối thì phải phơi xương nữa, cộng thêm cái mà ngâm nước xong thì nữa mà sao không bệnh, bệnh là cái chắc. Tụi bay nói nhiều quá, chạy qua kêu Liếng qua chăm sóc tao đi. Thôi đi. Để lẹ nha. Dạ. Đổi định mệnh. Rồi tụi mày. Ôi. Tính ra đại ca, bạn với tôi có được bữa ăn hôm nay đúng không? Bắt thang lên hỏi ông trời, hỏi sao bệnh thiệt mà nàng không tin. Luyến ơi, em ở đâu vậy?